Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai, kênh chia sẻ cùng nhau phát triển. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe. Các bạn thân mến, tiếp tục chương trình là Ký sự Bonsai. Hôm nay Năm Thu đến cái vườn kiển Văn Bình, tọa lạc tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, để chia sẻ với các bạn một số mẫu cây mà nhà vườn muốn chia sẻ. Các bạn thân mến, hôm nay ngày 15 tháng 10, Năm Thu đến đây là chỉ Năm Thu muốn chia sẻ cho các bạn thôi. Còn vấn đề sự lựa chọn cũng vẫn là các bạn. Nếu các bạn yêu thích cây kiển nào, các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số là 0915973499. Các bạn ha, bây giờ chúng ta sẽ gặp lại anh chàng Bình quen thuộc. Hello, Bình ơi, chào em. Em chào anh Năm, chào cô bác anh chị chúng ta cả. Hôm nay mình lại tiếp tục báo giá một số chung lại cây với cô bác anh chị. Rất mong cô bác anh chị chúng ta nhiệt tình ủng hộ. Rồi, trước khi chào những sản phẩm của mình, em nhắc lại cách thức kinh doanh cũng như là địa chỉ của nhà mình đi em. Dạ, cái cách thức kinh doanh của em thì cũng như lúc trước, tức là em sẽ bao ship toàn quốc. Và cái địa chỉ của em là ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Tức của em là thanh toán thì cô bác ở xa thì đặt cây xong rồi cọc em một ít tiền làm tin thôi. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa và thành phố Bình Dương thì không cần cọc tiền. Cứ chốt cây xong rồi em gửi chợ cây tới là lấy tiền luôn. Rồi hàng này hàng mình ship hay bao ship hay sao em? Dạ hàng bao ship hết anh. Bao ship toàn quốc rồi ha. Các bạn lưu ý đây là giá đã có ship rồi. Thôi giờ không mất thời gian cô bác anh chị, chúng ta tiến hành chào. Tới nhà thì em từ tiền ship lại cho. Nếu mà khách đến nhà thì mình sẽ từ tiền ship đi. Còn nếu mà chuyển đi thì hàng được hàng giá này là giá đã bao ship toàn quốc. Thôi bây giờ bắt đầu mình làm việc đi em ơi. Giờ cái đầu tiên em muốn chào khách là cái gì đây? Dạ, cái đầu tiên là em chào khách là một xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Rồi em báo cáo thông số đi em ơi. Chiều cao từ miệng chậu lên của cây này là 133. 133 phải không? Chiều cao là 133. Rồi. Rộng nó cỡ hết mức ra chút rồi nó cỡ mét 6, mét 7 gì hả tầm đó ha. Rồi em đo nguyên cái bộ đế này. Nguyên cái bộ đế này em đo từ bên này qua đến bên này. Một bên của nó là 116 chiều dài của một bên nhé. Một bên là 116 thì nhân đôi, nhân đôi khoảng dạ, khoảng 203 rồi. Hả? Dạ. Để mình quay cho các bạn thấy những cây có giá trị cao. Cái này chào giá thì em chào bao nhiêu đó Bình? Cái này là chào giá 10 triệu á. Cái xanh giá đã bao gồm cả phí ship rồi. Xanh Nam Điền được chào giá là 10 triệu. Khi mình chuyển hàng đi là mình chuyển luôn cái chậu hay bỏ chậu chuyển lại. Luôn rồi cô bác thích lấy chậu thì chuyển luôn. Chuyển nguyên cụm đi luôn ha, này đóng cái đóng thùng gỗ đi hả? Dạ 10 triệu nha các bạn. Rồi chào cái thứ hai đi em. Dạ cái thứ hai là cây cũng là một cây xanh Nam Điền anh ơi. Thứ hai cũng là cây xanh Nam Điền. Cây xanh Nam Điền. Cây này thì em có một cặp nha. Đây một cây và chút nữa anh quay đi cây bên kia nữa. Rồi em báo cáo thông số đi. Chiều cao là 114. Đắt rộng cũng là 1m7 anh. Bình thân ở chỗ này là 48. Bình thân là 48. Dạ. Còn tệ của nó thì nó rộng lắm, đo thước không hết đâu. Em đo một bên chiều dài của cái bè thôi này. Chiều dài bè là nhiêu?
độ dài của bể là 86. 86. À. Tám mươi sáu chỉ là một bên thôi phải không? Dạ đúng rồi, 86 là một bên. Vậy là 172. Dạ. Phải không, đúng không? 86 là một bên chứ nếu mà có banh lại thì nó nhiều hơn, hơn gấp đôi nhiều. À. Gấp ba. Rồi, quan trọng là cây này được chào giá là bao nhiêu đâu? Cây này được chào giá là 8 triệu anh ơi. Được chào giá là 8 triệu các bạn ha. Hàng đã có ship mà chuyển đi nguyên bộ luôn hả? Dạ. À, luôn cái chậu. Đúng, cái chậu. Rồi, còn cây thứ ba. Cây thứ ba là cây kia là nó cùng cặp với cái cây này luôn. Rồi, qua đó đi em, qua trước. À, cùng cặp với cây số 2, cây này cũng là xanh 5 điền hả? Đáng đồng với tích thước nó cũng tương đối như nhau đấy thôi anh. Này mình bán cặp hay bán cặp hay bán cây? Bán cặp cũng được mà bán cây cũng được. À, cặp cũng được. Đây là cây số 3. Cây số 3. Này nó cùng với cặp cây kia. Rồi. Cái chặng cây, cái phong cây nó gần giống như nhau đó các bạn. Chín mười như nhau. Đó là một cặp. À, một cặp, nếu các bạn có điều kiện mình nên chơi một cặp này ha, cho nó xứng đôi vừa lứa. À, nếu cây này chào giá thì em muốn chào bao nhiêu đây? Cây này cũng được chào giá là 8 triệu anh. Chào giá là 8 triệu. À. Cả 3 cây là xanh 5 điền hết ạ. 3 cây cũng là giống xanh 5 điền. À, các bạn, đây là cái phía trước của cái vườn kiển Văn Bình. Cái vườn kiển của anh Bình thì nằm ở trên sân thượng rồi các bạn. À, vừa là cái vườn kiển Văn Bình, vừa là cái nhà nghỉ Kim Anh. À, nơi đây cũng có vừa nhà nghỉ vừa cầm đồ luôn, nói chung là đa dạng luôn á, là khu liên hợp. Thôi bây giờ mình mời các bạn lên dưới sân thượng đến trên ha, để anh Bình chào hàng tiếp các bạn một số sản phẩm của nhà vườn nữa. À, thôi xin mời các bạn. Tiếp tục chia sẻ với các bạn, xin mời các bạn chúng ta bước vào khu vườn phía bên trên của anh Bình, cái vườn trên sân thượng các bạn ha. À, đây là cây số 4 là cây gì đây Bình ơi? Dạ, cây số 4 là một cây kim tiền anh ơi. Số 4 là cây kim tiền. Rồi, báo cáo thông số luôn em. Để em xoay vòng đó. À, xoay cho em nó dài vòng xong báo cáo thông số ha. Cây này khủng lắm. Cây số 4. Rồi, đo là chiều cao là 38. 38. Đáng động là 60. À, hoành chưa đâu hoành. Đấy. Thế này bự lắm anh. Thế nó tới đây 87 88 à. Nó cả một cái cụm cái cục con xong nó đi lắc lư này coi này. Rồi em này có được bông quá à. Có bông rất nhiều anh ơi. À thấy rồi, à, cái bông của nó bông trái nè. À có trái đen đen ha. À, trái cái đen bông á. Bông trái rất nhiều, mặt lá đi nó mới mọc được ít lá. Rồi em này được chào giá bao nhiêu đi em? Em này được chào giá là 5 triệu mốt. 5 triệu mốt. À, giá đã có ship. Giá đã có bao gồm cả chậu cả ship nha. Chứ có nhiều nhà người ta bán thì người ta lấy chậu lại, với lại không tính tiền ship mà lại còn lấy chậu lại. À, quyền quyền bộ. Cả chậu cả ship luôn. À, quyền bộ. Chậu này 500 không? Hơn. À, tới không? Hơn. Hơn 500 hả? À. Tới nó tới bốn mấy. À. Rồi, 5 triệu mốt hả? Dạ, cây số 4, cây kim tiền đúng không? À, kim tiền. Báo giá là 5 triệu mốt, giá đã bao gồm cả phí ship. À, rồi, xin mời em kế tiếp. Kế tiếp là em số 5. Là cây này là em này tên là cây gì đây, chuỗi lũi sam anh ơi. Sam chuỗi lũi, không thấy cái lá nào. Sam bông. Sam bông.
đó anh cứ quay gần này nó đang nhá làm nhặt hết đi, nó đang nhú à, đang nhú ra hết đây. Đang nhú trời đó cái số 5 bè này. Anh ơi, cô cây này có cái bè chạy dài đẹp lắm. Rồi, báo cáo tổng số. Xăm bông. Một cây xăm bông này. Cái này mà xăm trái. Chiều cao là 40. Đằng rộng từ bên này qua bên này là 68. Đo cái vành thân nha. Vành thân chỗ này là 23. Sâm bông số 5 được chào giá là? Cái sâm bông này được chào giá là 8 triệu anh ơi. 8 triệu. Rồi, vâng, à, xin mời em kế tiếp. Số 6. Cái gì đây ta? Cái bồng bồng núi anh ơi. Cái gì? Cái bồng bồng núi. Cái bồng bồng như lần đầu tiên xuất hiện trên cái vườn của ông Bình. Nó có trái đen nè. Quay gần cái trái đi. Bông của nó màu vàng. Nó màu vàng hả? Nó có trái, nó đang có trái đây nữa anh nè. À, trái nó giống như dẹp lép như trái đội ván nè hả? Dạ. Yeah. Nó trái rồi. Ngộ ha. Ở đây giống cây này cây rừng đó ta. Dạ. Yeah. Rồi có thông số đi. Cây này cái bồng bồng. Bồng bồng núi. À, bồng bồng núi. Thực ngọt. Thế là cây này em cũng không có rành ở đây lắm, à, nhưng mà mới gặp thấy đẹp thì chơi thôi. Lúc mua thì người ta gọi là cây bồng bồng núi. Thì mình cũng biết gọi là cây bồng bồng núi này. Lá này giống gì lắm. Trái thôi à. Lá trái của bồng nó không đẹp. Lá cũng cả bồng nữa. Lá này giống gì lá me ha. Lá gần giống lá me. Lá me. Thấy đẹp là chơi thôi. Rồi, báo cáo tổng số. Nó có bông đẹp lắm. Chiều cao là 33. Tán rộng là 53. Rồi, kệ nó. Vành của cái cụm này là 57. Rồi. Cái bông bồng núi này được chào giá là 1 triệu 9 anh ơi. Chào giá 1 triệu 9 đến năm trái đó. Năm sờ cái trái nữa coi. Trái nó chín nó khô. Trái nó ngọt. Trái có 1 hộp hả? Đây 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 nè, trái nè. 1 hộp hay 2 hộp? Em không biết. Như có 1 hộp rờ có 1 hộp à. Trái có 1 hộp. Anh rờ có mấy hộp em không biết. Rờ tôi biết mấy hộp chứ. Rồi, xin mời em khác. Xin mời em số 7. Vậy là cây gì số đây? 7. Em này tên gì? Sam trái anh ơi. Sam trái, à thấy trái rồi. Dạ lắm anh, gốc bự lắm. Ủa không phải trái. Gốc bự lắm. Ờ rồi. Nghĩ em nghiêng dừa thôi, em đừng nghiêng quá thấy cái chậu không mà đâu có thấy gốc đâu. Gốc bự. Chia tay ha. Đây cái sâm trái các bạn. Nhưng mà chưa có trái hả? Có chứ. Trái đang nhiều rồi chứ anh. Có thấy mẹ gì đâu. Anh Sáu. Mắt bữa nay kém rồi. Quay sát lại đi. Thấy mẹ gì mắt đâu. Mắt anh năm bữa nay kém rồi. Đây tưởng trái nhiều chứ. Nó mắt... đang lung quanh nó nhiều chứ. Mắt dạo này kém quá. Vừa trái vừa bông nâng ra rất là nhiều anh. Ừ, số 7. Em số 7 em sâm trái. Dạ lắm. Rồi, báo cáo thông số. Báo cáo thông số.
Chiều cao là 23. Mấy nào ta? Đang từ bên này qua bên này là 46. Do cái vành thân là 20. Rồi sang trái em mày được chào giá là bao nhiêu đây Bình ơi? Này được chào giá là 3,5 triệu anh ơi. 3,5 triệu giá đã có ship nha giá các bạn. Có ship. À. Rồi bước qua đó xuống đi. Rồi xin mời em số 8. Rồi, số 8 là cây cây này là cây hải dâu, hải châu lá nhỏ. Hải châu lá nhỏ. Nhỏ xíu luôn á. Nó có chút lúa đây anh. Thì hải châu thì nào nó cũng có chút chút lúa thôi nhưng mà nó cứng lắm. Cái này nó đẹp. Lá nó nhỏ xíu luôn này. Cây già cây chi cần phải nói là số 8, hải châu lá nhỏ. Hải châu lá nhỏ. Cây già cây là cây này cây thành phẩm lâu rồi. Rồi, bác có thông số. Chiều cao là 45. Nắng rộng là 60. Quanh lại chỗ cái heo này á. Quần là chỗ cái eo đây là 36. Quần 36. Quần chỗ cái eo đây này. Quần eo 36. Cái bè của nó thì nó chạy dài, nó bự lớn mà. Nó dìm xuống từ khỏi đo bè đi. Rồi. Em mày được chào giá số 8. Cái số 8, Hải Châu số 8 nó được chào giá là 4,2 triệu anh. 4,2 triệu, các bạn lưu ý giá đã có ship chuyển nguyên cụm ha. Chuyển nguyên chậu luôn, không có lấy chậu lại. Rồi, xin mời em số 9. Số 9 là cây này sâm ngọc phải không? Số 9 là một cây sâm ngọc. Sâm ngọc, à cái dòng sâm ngọc ta thường chế tác theo cái kiểu này. Số 9 là cây sâm ngọc. Cứng lắm à. Sâm ngọc. Số 9. Rồi, có thông số. Chiều cao là 34. Nắng rộng là 52. Quanh tới chỗ này là 52. Rồi. Cái sâm ngọc được chào giá là 2,2 triệu anh ơi. Được chào giá là 2,2 triệu cái sâm ngọc. Rồi, vâng. À, xin mời em số 10. Số 10 là cây sam trái. Sam trái à. Thấy trái rồi. Thấy trái chưa? Thấy rồi, này trái nhiều thấy rõ. Số 10. Mang mặt số 10. Thần chậu lâu lắm rồi. Này nằm trong đây lâu lắm. Cái này mình để trên đây. Đây, số 10. Đo anh nhé. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 59. Nắng rộng là 46. Vành của cái cụm này là 37 anh ơi. Xanh trái. Số 9 đó anh. Số 10. Số 10. Được chào giá là
Cái sâm trái số 10 được chào giá là 2.900.000. 2.900.000 đồng. Rồi. Giá đã bao gồm cả chậu cả ship nha. Rồi, xin mời em khác. Số 11 là hải châu cụm rừng. Hải châu. Cái này 7 thân anh ơi, một cụm 7 thân, một bể 7 thân liền nhau. Một bể 7 thân. Là một cái bể luôn á. À, cụm rừng á. Rồi em báo cáo thông số đi em. Chiều cao là 51. Đang rộng từ bên này qua bên này là 63. Đo cả cái cục. Cả cục này cũng là 63. Có một cái thân này hiện là 14. Thân 14. Rồi, em mày được chào giá là cái hải châu số 11 đúng anh? Rồi, số 11. Được chào giá là 2.900.000. 2.900.000 nha các bạn. Rồi. Ok, xin mời em tiếp tiếp. Tiếp tiếp là em Mai Chú Thủy, số 12, mang mã số 12. Chiều cao là 23. Đáng rộng từ bên này qua bên này là 36. Cái quanh của cái eo này nha. Quanh của cái eo này là 21. Mai Chú Thủy được chào giá là 1.600.000. 1.600.000, giá đã có ship. Giá đã có ship. Rồi, vâng, xin mời em khác. Số 13 là em gì đây? 13 là em Sam Bông. Sam Bông cực kỳ già, cực kỳ nghệ thuật luôn á. Sam Bông cái này đẹp không? Đẹp, cái này đẹp. Sam Bông kiềng ba chân, như kiềng ba chân, vẫn như kiềng ba chân ha, vẫn như kiềng ba chân. Tay cành già, xem bông rất là già cây, cái tay bắt rất là già lắm, dây răm nó đầy hết luôn. Rồi em cho thông số luôn, đó chiều cao với tấn rộng. Chiều cao là 47. Tàn đổ từ trên này xuống là 52. Này đây em đo cái thân phục thân này cho hình dung thôi chứ thân này là 10. Rồi. Và cái cụm này thì nó lớn đo làm gì nữa. Rồi em thì được chào giá bao nhiêu đây? Em xăm bông này được chào giá là 3.200.000 anh ơi. 3.200.000. Ok, xin mời em khác. Số 14 là em Kim Quýt. Kim Quýt. Một cốt hai thân. Một cốt lên nó rẻ ra hai thân ra anh. Một cốt hai thân. Kim Quýt quốc tịch Việt Nam á. Quốc tịch Việt Nam. Cái này bẻ nó cũng đẹp. Rồi, cho thông số luôn. Chiều cao từ miệng chậu lên là 50. Chiều dài của cái tàn là 46. Em đo cái quanh chỗ này nha. Quanh chỗ này là 24.
Rồi, em Kim Quýt mang quốc tịch Kim Việt Quýt, Nam. Được chào giá là 1 triệu rưỡi anh. Chào giá là 1 triệu rưỡi, à, giá đã có ship, chuyển đi nguyên cụm các bạn ha. Rồi, xin mời em khác. Số 15. Đồ chơi mini. Số 15, à, là ông này kêu ông gì? Ông Thần Tài. Phải Thần Tài không? Ông Địa. Có phải ông Địa không? Địa, đúng. À, ông Địa, ông Địa, ông Địa. À, ông Địa. Ông Địa. À. Ông Địa đang cầm thỏi vàng đem tài lộc tới nhà cho đây. À, cái xăm trái anh nha. Xăm trái, thấy trái nó rồi. Nhưng mà rất nhiều trái này, có chùm trái nè. Thấy rồi, thấy rồi. Trái chùm chùm luôn á. Rồi, có thông số này luôn. Chiều cao từ miền chậu lên là 24. Đàn của nó là 26. Thân của nó là 6 rưỡi gần 7. Rồi, ông Thần Tài này có giá bao nhiêu đây? Cái này được chào giá là 700 rưỡi. Ờ, Thần Tài chỉ 7 rưỡi à? Rẻ vậy. Rẻ vậy. Rồi. Thôi. Rồi. Anh em không có chỗ để nha, động chơi. Rồi, xin mời em khác, em số 16. 16 là em gì đây? 16 là một em xăm trái. Em đổ mà cũng là cây này là cũng là già cũ rồi đó anh. Để em chọn dẹp bớt đi. Em xăm trái. Chọn dẹp bớt đi. Trái à. Đập cả cây rồi. Rồi, em xem báo cáo thông số. Chiều cao là 30. Đang đổ từ chiều xuống này là 52. Thân của cây này thì nó không có lớn lắm anh. Mà nó co lắc đẹp thôi. Thân này có chín thôi. Rồi. Có chín sen thôi. Nó co lắc đẹp. Em này được chào giá là bao nhiêu đây? Em này được chào giá là 24 anh ơi. 24. Giá bao gồm cả ship rồi nha. Rồi, xin mời em khác. Em số 22 là em Sam Hương. Sam Hương. Này zin hay ghép đây? Dạ zin. Sam Hương. Rồi, báo cáo luôn. Chiều cao là 28. Đàn độ của nó là 42. Thân chỗ này là 18. Sam Hương được chào giá là 1 triệu rưỡi anh. 1 triệu rưỡi, à, Sam Hương mang mã số 22. Rồi, xin mời em khác. Hai mươi ba. Là Hải Châu. Hải Châu lá nhỏ luôn. Một cụm ba thân. Rất đẹp. Rồi, báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 27. Tán rộng là 47. Cả cái cụm này là 57. Em số 23 được chào giá là... Hải Châu số 23 được chào giá là 2 triệu anh ơi. 2 triệu. Rồi, xin mời em khác. Hai mươi bốn là em Sam Trái.
bông này không bông anh ơi. Bông. Cây già lắm. Sâm bông các bạn. Cây già lắm anh. Già cực kỳ già luôn. Dáng đẹp. Rồi, cái sâm bông. Cháu có nghe được là không? Chiều cao là 27 anh. Đáng rộng là 45. Quanh của cả cái cụm thôi chứ. Quanh của cả cái cụm là 52. Sâm bông già cũng đen luôn. Em sâm bông này được chào giá là? Cái này được chào giá là 2,1 triệu. 2,1 triệu. Giá đã bao gồm cả chậu cả ship nha. Rồi, xin mời ông khác. Số 25. Còn em Mai Chú Thủy nữa. Mai Chú Thủy. Rồi, báo cáo thông số. Chiều cao là 25. Đáng rộng là 40. Bên chỗ này là 26. Mai Chú Thủy được chào giá là 1,9 triệu anh ơi. Em ngửa ra phía sau. 1,9 triệu. Rồi, xin mời em khác. À, ngửa phía sau vậy à. Rồi, ok. Xin mời em số 26. Em xem trái. Thấy trái chưa anh? Thấy rồi. Nè, chùm nè. Cây cũng rất là già anh. Cây già lắm luôn á. Rồi chọn cây nữa đi em ơi. Hai mươi sáu. Em xăm trái. Xăm trái. Rồi, báo cáo thông số luôn. Chiều cao là 19. Đáng rộng là 36. Quanh của cả cái cục này là 24. Rồi. Trái được chào giá là 1,8 triệu anh ơi. 1,8 triệu. Vâng, và cuối cùng là em mang mã số 27 là em gì đây? Chọn em gì đẹp đẹp không? Rồi, đúng rồi. Em này là em cây này cây gì? Cây xăm trái. Cây này dáng đẹp nè. Cây xăm trái. Mang mã số 27 à, cũng là cây cuối cùng trong chương trình báo giá vào ngày 15 tháng 10 2020. Cái này hôm rồi mặt lá đi, hôm nay nó không đang mọc lại đó. Trái của mình đang còn rất nhiều trên cây. Thông tin liên lạc với chủ vườn, các bạn vui lòng gọi cho anh Bình theo số là 0915973499 các bạn ha. Em cuối cùng em mang mã số 27. Chiều cao là 25. Chiều cao 25, ở đây là cây sam trái. Chiều dài của tàn này là 46. Quanh của cái eo chỗ này anh nha là 14. Rồi, quan trọng là cái giá của em này là bao nhiêu? Sam trái này chậu cũng đẹp luôn. Giá cũng đẹp luôn. Giá đẹp là bao nhiêu mà gọi là đẹp? Giá là 2,6 triệu anh ơi. 2,6 triệu. Sam trái giá là 2,6 triệu bao gồm cả phí ship rồi nha. Rồi, ok. Các bạn thân mến, thì cuối cùng thì Nông Thu cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình. Và rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết clip này.
Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì các bạn nhấp like, nhấn chuông và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần cho nấm cua các bạn. Bình ơi, em nói lời chia tay với cô bác anh chị thôi em ơi. Dạ, cuối clip rồi thì chào cô bác anh chị và chúc cô bác anh chị chúng ta có thật nhiều sức khỏe để làm ra nhiều của cải vật chất, tiếp tục đồng hành ủng hộ cuộc chiến Văn Bình. Xin cảm ơn cô bác anh chị nhiều. Rồi, bye bye các bạn yêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những lần phát sóng kế tiếp. Bye bye.